Lần đầu tiên tại Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu chuyên đề trưng bày văn hóa ốc eo trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu và Long An, giới thiệu gần 50 hình ảnh, 330 hiện vật được lựa chọn từ các cuộc khai quật khảo cổ học tại tỉnh Long An và Bà Rịa Vũng Tàu, phản ánh nét đặc trưng của văn hóa ốc eo trong tín ngưỡng sinh hoạt, các sản phẩm thủ công trang sức được chế tác từ gốm, đá, gỗ, kim loại. Kéo dài từ nay đến hết ngày 30 tháng 10, chuyên đề trưng bày văn hóa ốc eo trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu và Long An tại Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan, trải nghiệm ý nghĩa trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.